Ban đầu khách hàng của em Hạnh á sẽ mua một cái sản phẩm tinh dầu răng miệng này thôi, về dùng xem nó thế nào. Khi em Hạnh chăm sóc giúp mọi người, hướng dẫn mọi người sử dụng sản phẩm hiệu quả rồi, mọi người dùng tốt rồi, mới một ngày thôi mà hết đau nhức răng rồi. Lẽ từ hôm sau em Hạnh sẽ chia sẻ xem cho khách hàng là ngoài cái công dụng trị đau nhức răng thì cái sản phẩm này có thể là chữa nấm lưỡi này, nhiệt miệng này, viêm họng hạt này, viêm amidan này. Ví dụ mọi người bị đứt tay chảy máu thì mọi người thoa lên, nó sẽ làm lành vết thương rất là nhanh. Đó, nó cầm máu rất là nhanh. Mọi người bị bỏng á thì mọi người thoa lên, nó sẽ giống như làm dịu vết bỏng của mình luôn, làm dịu vết bỏng luôn ha. Và chỉ cần là một ngày sau nó khô lại và giúp cho mình dịu vết thương và làm lành. Lên da non nha cả nhà, bị bỏng á cả là lên da non rất là nhanh. Đó thì cả nhà chăm sóc tận tình như vậy, ngoài cái lợi ích này mình còn chia sẻ cho họ sử dụng để đạt được lợi ích kia nữa, tận dụng tối đa được cái lợi ích của sản phẩm. Và từ đó khi họ đã trải nghiệm từ 2-3 tính năng của sản phẩm lên rồi, họ thấy cực kỳ tốt rồi, họ tin tưởng rồi, mình sẽ chia sẻ cho họ, họ có thể kinh doanh dòng sản phẩm này cùng với mình để có thu nhập, vừa dùng vừa có thêm thu nhập. Đó là cái cách mà mọi người có thể là bán xuyên suốt.